Thưa quý vị, hôm nay tại thủ đô Abu Dhabi, lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã được tổ chức trọng thể tại Cung điện Tổng thống dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm hẹp với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed và Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour bin Zayed chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức UAE, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, tạo động lực mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước. Các nhà lãnh đạo UAE ca ngợi lịch sử hào hùng và sự phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam và UAE có nhiều điểm có thể học tập lẫn nhau, và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của UAE tại châu Á và hợp tác với Việt Nam là một trong những quan tâm chính của UAE. Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức đất nước UAE xinh đẹp và giàu lòng mến khách, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và nồng ấm mà Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân UAE dành cho đoàn, bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu mà UAE đạt được, đưa đất nước UAE trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ hàng đầu khu vực, một kỳ tích trên sa mạc tại Trung Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed cùng Phó Tổng thống Sheikh Mansour bin Zayed bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước với ba điểm hơn là tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố, tăng cường hơn, hợp tác kinh tế ngày càng thực chất hơn, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, để đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước cũng như mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Qua đó, UAE trở thành đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, thể hiện quyết tâm và kỳ vọng của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, bền chặt, thực chất và hiệu quả hơn. Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy, cởi mở, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed đã nhất trí 6 trọng tâm ưu tiên hợp tác, bao gồm khẩn trương xây dựng các chương trình hành động triển khai ngay khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư song phương, hợp tác phát triển ngành HALA và mở cửa thị trường cho các sản phẩm HALA Việt Nam, tăng cường hợp tác lao động, văn hóa, du lịch, thể thao, giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và thế giới tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan chức năng UAE tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE. Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed khẳng định sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan hữu quan UAE phối hợp với phía Việt Nam triển khai thực hiện các kết quả đạt được của chuyến thăm. Tổng thống bày tỏ vui mừng về việc ngày càng có nhiều lao động Việt Nam làm việc tại UAE và khẳng định sẽ tạo điều kiện cho người Việt ổn định cuộc sống tại UAE, ủng hộ việc thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại UAE. Tổng thống cũng khẳng định sẽ chỉ đạo trực tiếp để triển khai một số dự án cụ thể như hỗ trợ một học viện bóng đá trẻ tại địa phương Việt Nam và xây dựng trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị UAE ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam tại khu vực Biển Đông nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và UNCLOS 1982. Kết thúc buổi hội đàm hẹp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống UAE thăm Việt Nam. Tổng thống UAE đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm thực hiện chuyến thăm trong thời gian tới.